Apollo với bà nội nè. Mặc mặc áo ấm mới đẹp không? Chút đi rồi nấu dẫn vô lấy kẹo. Biết không, nó leo lên giường em nó nhảy. Ấm nó vô coi em, để nó dạ ánh sáng sáng quá. Cái mặt nó hết đẹp. Ấm nó vô trong ngực em á, trong lòng em. Yeah. Đó, nữa vô nữa. Kéo ra cho nội đi. Kéo áo ra. Nực quá rồi đó. Nực quá, kéo ra nha. Ông nội quá trời, giỏi dữ lắm nha. Ông nội đang ở đó nó ăn đó nè. À, nực quá ông nội mở máy lạnh rồi. Đó, ông nội đang mở máy lạnh á. Ở ngoài gió thổi thì lạnh chứ vô xe nó. Vô xe thì ông nội mở máy lạnh. Cậu Vi Linh nè. Vi Linh đang ăn chip. Noa, con ngồi lên cái ghế đi, con xích đeo được không? Cái đồ chơi của con đó. Noa cởi áo rồi hả Noa? Noa, Apollo lại xíu em cái mặt. Ẩm cái vô ngực á. Đó cho nó vô ngực. Để ánh nắng nó dọa vô mặt nó không có đẹp. Súng bị dơ rồi hả? Nó líu lo luôn rồi. Apollo nó à líu lo luôn. Đó, nghe nó nói ông líu lo. Líu lo. Trời ơi. Ông còn nói đi. Líu lo. Nóng quá, cởi ra cho nội ạ. Giỏi quá. Rồi. Nói chuyện nha, gành ghẻ chứ. Cái gì? Mát vậy. Mát. Ông nội mở máy lạnh rồi con. Mát. Mát không? Mát không? Mát không? Nói đi no way. Yeah, chơi tới Mỹ đó ta. No way. Yeah, bữa nay Apollo chơi tới Mỹ. No way. No way. Ghét rồi. Thank you. Thank you. Con ngồi ghế đi 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 bây giờ. Noa, con lên gọi ghế xích beo rồi đi. Con rồi ngồi ghế xích beo đi đi. Đi con, lên ngồi ghế xích beo đi. Lại tới mà không ẩm anh khóc. Còn cái anh kia thì không lên. Giận, giận trốn mà giận. Xích beo lên nè. Rồi con xích beo lên đi. Sao? Lấy bọc ra, đưa lấy bọc ra cho em con, lấy bọc chiếc ra. Lấy bọc ra giùm bà nội coi. Gì vậy anh? Lấy bột chiếc cho em con. Lấy đứa nội nè nó à. Lấy bột chiếc ra. Lấy đứa nội nó à. Để cho nó ngồi đi rồi lấy xích beo. Rồi sao kỳ vậy? Xích beo đi con. Đi. 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 Bánh đó hả? Bánh. Bánh ăn không? Ăn bánh không? Bánh. Bánh không? Bánh nội đưa cho bánh nha. Nó ăn được không? Sao không được? Nó nữa gì nè. Con lấy đi. Con lấy đi. Rồi, thằng thằng còn thằng anh ba giận rồi. Lấy cái bịch nó không. Yeah, giỏi quá trời ta ơi. Em đi ăn mà. Cho nội ăn với ra. Ngon không con?
Ngon không? Lúc nào ôm cái cây. Ẩm nó dựa vô, vô em tí xíu em để cho nó chuyện nó dạ sáng. Mà. Cho nó dựa vô người em. Dựa cái bộ tôi đã tới đây rồi nó sẽ cho rồi. Cái đầu nó dựa vô. Đó. Để dạ sáng. Ôi, dạ. Cái đầu nó dựa vô ngực em mới lấy cái đầu nó dựa ngực em ở đó. Cho. Vậy con nè nè, con đứng dậy đây rồi nội mở bánh ra rồi nè, con lấy ngăn nha. Rồi lát lấy kẹo nữa nha. Đây đứng nè con, đứng dậy con. Yên nè. Lúc nào ăn với nè. Thôi đi. Thôi đi. Thôi bye bye đi con. Thôi. Coi xe thơ đó. Bây giờ nó thấy xe thơ. Bến đề. Yeah. Chị Hai. Chị Hai đâu rồi chị Hai? Ê, chị Hai đứng lên rồi chị Hai. Không thấy chị Hai rồi. Đứng lên rồi cho thấy rồi. Chị em thấy rồi. Trốn. Mất tiêu luôn rồi. Ôi. Thôi. Đứng lên cho con. Ông nội không thấy không hả? À, đứng lên coi cho ông nội thấy rồi, đứng lên coi, trốn sao yên rồi, thôi gì thôi, trốn rồi thôi không, nè, em kiếm con đó, đó. Em có kiếm, chị Hai đâu, con nói đi con, chị Hai đâu, kiếm nè, chị Hai đâu, nó kiếm chị Hai nó, gớt đi dép này. Rồi. Rồi. Thôi nha con. Chị Hai nè, chị Hai bây giờ nắm em luôn, nắm em Apollo nè. Apollo giờ không nổi rồi con, đâu quay ra, quay ra giờ không nổi, ẩm nó lên. Ẩm áo lò lên giờ mới nổi rồi. Yeah. Nó ở quê. Thằng này nó biết được từ nó ở quê. Nó ở quê. Đi à, nó ở quê. Dép. Nó ở quê. À. Biết được cái từ nói nó ở quê. Bà nội với lê kẹo này rồi đi Halloween xin đó con. Rồi. Nè cho con lấy mang dép vô cho em đi con. Dép dép rớt rồi mang vô cho em đi. À, mồm để nói gõ chứ các em mồm. No way mom. Chơi tiếng Mỹ không à? Ơi. Ừ.
ngu quá. Mày dắt em. Rồi. Thằng này nó nói, tiếng Mỹ thôi mà. No way. No way. Rồi, rớt rồi, rớt dép đi rồi. Rớt rồi. Mồm. Nó chưa mẹ nữa. Mồm. Rồi. Rồi thôi. Nó có từ đó nó hoài. Nó quê. Thôi để em mà đừng mở cửa con. Mở cửa ra xe đi. À, xe đi. Ông nội đang chạy máy lạnh đó. Đó đang chạy hù 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 đó. Đây nó sao? Ơi. Nóng. Để rồi xong. Ê cháu nội nè, bữa nay dẫn cháu nội. Yeah. Cá nội nè. Đây dẫn cháu đi ăn buffet. À, đứng đi. Rồi đi vô coi. Có dừng xe đó con. Đi vô đi, con. Cái dừng xe đó. Đi vô, đi. Đi vô đi con. Mở cửa vô đi con. Cháu đi ăn phê. Yeah. Đây Halloween của anh, của nhà hàng xóm.
Halloween cái người ta dẫn con nít đi đi xin kẹo cái nhà này, hoặc là xương người rồi nó ghê. Yeah. Nhỏ vô xuống kẹo.